Những MC, biên tập viên nhất VTV. Anh tôi. Check. Phạm Ngọc Huy. Dân làm việc tại VTV 10 năm. Công việc ở nhà sản xuất, biên tập viên, nhà báo, dẫn chương trình, làm đàn cả. Tức là rất giàu. Có nhớ chưa? MC, biên tập viên nào dễ gần nhất? Big Idol Diệp Chi. Biên tập viên nào khó gần nhất? Là chị Tùng Chi. Người đàn bà thép. Nhưng mà không gì. MC, biên tập viên làm việc dễ chịu nhất? Khánh Vy này, Hoàng Quân, Phí Linh, Mai Trang. MC, biên tập viên có khí chất thần thái nhất? Anh Quang Minh trước làm thời sự. Anh Đức Bảo. Chị Tạ Bích Loan. Cũng thần thái nhưng mà anh thấy giống bà thần ở bên Thái hơn. Sếp tôi, sếp. Trừ lương.